bộ phim Việt duy nhất ra rạp trong tháng 11 lỗ nặng. Kịch bản nhiều lỗi và phong cách đạo diễn còn non nớt là những yếu tố khiến Virus Cuồng Loạn nhận sự chỉ trích nặng nề từ phía khán giả, lỗ nặng khi ra rạp. Là phim Việt duy nhất ra rạp đầu tháng 11 nhưng Virus Cuồng Loạn lại hoàn toàn bị khán giả quê nhà hắt hủi. Dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Ngọc Nhất Duy nhận nhiều đánh giá không tốt về chất lượng. Phần lớn người xem cho rằng tác phẩm có kịch bản lỏng lẻo, phong cách làm phim còn non nớt và nhiều lỗi. Kết quả, sau một tuần công chiếu phim chỉ thu về doanh số vỏn vẹn chỉ hơn 128 triệu đồng, theo thống kê của Box Office Việt Nam. Đây là phim Việt có doanh thu thấp nhất và cũng có chất lượng tệ nhất trong năm nay. Kịch bản cũ kỹ, nhiều lỗi. Chuyện phim xoay quanh một đoàn làm phim đang thực hiện tác phẩm về đề tài xác sống. Họ bấm máy tại một khu nghỉ dưỡng vắng người ở Đà Lạt, xung quanh chỉ có núi đồi. Tình cờ, chủ đầu tư dự án lại là giám đốc một công ty chuyên chế biến thực phẩm bẩn. Đơn vị thường xuyên tung ra thị trường những mặt hàng không đảm bảo tiêu chuẩn là nguyên nhân dẫn đến bùng phát đại dịch xác sống thật sự. Bất ngờ, loài thây ma kéo đến tấn công ekip làm phim trong lúc đang ghi hình, khiến họ phải tìm mọi cách thoát thân để sống sót. Sau cú lao xác sống và trò chơi tử thần, Virus Cuồng Loạn là phim Việt tiếp theo chọn thể loại kinh dị và khai thác chủ đề xác sống. Tuy nhiên, tác phẩm không mang lại nhiều sự mới mẻ, thú vị cho người xem. Kịch bản đơn giản, đi theo mô típ quen thuộc của các phim cùng dòng. Cách nhà làm phim xây dựng câu chuyện còn dài dòng, thiếu trọng tâm. Chẳng hạn, trong nửa tiếng đầu phim có quá nhiều nhân vật nhưng không tập trung ai, tạo cảm giác như không có nhân vật chính. Khi khán giả chưa kịp làm quen với từng người thì thảm họa xác sống đã ập đến, bối cảnh nhanh chóng chuyển sang 5 ngày sau. Hơn nữa, lời thoại cũng là yếu tố bị chê bai. Một số ý kiến khán giả đánh giá lời thoại dài dòng, chẳng khác phim truyền hình. Khi đứng trước khoảnh khắc sinh tử, các nhân vật không suy nghĩ hay tìm cách chạy trốn mà thiên về hội thoại, đối đáp với nhau. Đạo diễn có ý tưởng khi muốn kết hợp đề tài dịch bệnh và thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm. Song, thông điệp đặt ra còn mang tính khiên cưỡng, sách vở. Khi phim kết thúc, số phận các nhân vật vẫn không rõ ràng và ý nghĩa đưa ra cũng chưa sâu. Phong cách làm phim thiếu chuyên nghiệp. Bên cạnh kịch bản, phong cách đạo diễn của Nguyễn Ngọc Nhất Duy cũng bị chê. Vì không có nhiều kinh nghiệm, nhà làm phim chưa làm chủ được lối kể. Các góc máy còn thiếu sáng tạo, canh chỉnh bất hợp lý nên tạo cảm giác tù túng. Suốt thời lượng 73 phút, phim thiếu những đoạn cao trào để tạo không khí căng thẳng, hồi hộp. Đạo diễn lạm dụng những cảnh quay chậm, hồi tưởng khiến mạch phim bị loãng. Ngay cả các phân đoạn cần tính kinh dị cũng không gây sợ hãi cho người xem. Ekip cho biết mất 8 tháng để xử lý hậu kỳ, nhưng phần âm thanh và hình ảnh trong phim còn nhiều hạn chế. Xuyên suốt tác phẩm, nhiều phân đoạn còn để lộ nhiều tạp âm gây khó chịu. Âm lượng được chỉnh chưa hợp lý, lúc quá lớn lúc lại quá bé. Phần kỹ xảo trong phim cũng chưa được đầu tư. Nhiều phân cảnh dựng bằng vi tính còn thô và cũ, như phim truyền hình đầu thập niên 2000. Phần ánh sáng chưa được sắp đặt tốt khiến nhiều khung hình bị tối, đôi lúc khán giả không thể nắm bắt được diễn tiến trên màn ảnh. Tạo hình sắc sống trong phim được thực hiện sơ sài, đặc biệt là phần hóa trang trông không thật. Ekip chủ yếu cho diễn viên đánh phấn trắng, thoa son đậm và đeo len để trở thành zombie. Cách xử lý còn đơn giản, giống kiểu diễn viên sân khấu thường dùng hơn là một dự án điện ảnh. Phong cách sắc sống vẫn đi theo kiểu cũ khi bước đi chậm chạp, kiểu dáng lờ đờ nên không tạo cảm giác sợ hãi cần có. Diễn xuất cũng không giúp phim tốt hơn. Ngoại trừ Gia Bảo, dàn diễn viên đều xa lạ, là những gương mặt ít tên tuổi như Ramani Raja, Bích Ngọc, Chi Di Việt Trinh, Thái Trung, Nhất Duy. Họ đều còn non nớt kinh nghiệm, không có nhiều kỹ thuật diễn nên chưa mang lại nhiều cảm xúc cho phim. Đôi lúc, các diễn viên đọc thoại như đang trả bài, khiến câu chuyện trở nên nhàm chán. Trước khi ra mắt, Virus Cuồng Loạn đã nhận nhiều chỉ trích từ phía khán giả ngay từ khi công bố vì phần hình ảnh quá xấu, trailer được cắt dựng cầu thả. Đến khi phát hành tại rạp, phim tiếp tục chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ loạt phim ngoại như bom tấn Black Adam, Môi Quỷ Dữ, Đặc Vụ Xuyên Quốc Gia. Chất lượng kém khiến phim nhận làn sóng chê bai dữ dội từ phía khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng đây là thảm họa mới của phim Việt. Với mức doanh thu cực thấp, khả năng phim phải rút rạp sớm khá cao.